Chào tất cả các bạn, mình là Hà Sirius. Hôm nay mình sẽ tiếp tục làm nội dung về các trận chiến của một loài thú săn mồi rất mạnh, có thể nói là mạnh nhất trên cạn trong tự nhiên. Chúng sinh sống tại lục địa Á Âu và Bắc Mỹ. Đó là loài gấu xám. 1. Gấu xám Grizzly vs. Chó sói xám. Gấu xám Grizzly là một phân loài rất nổi tiếng trong giới gấu xám. Chúng sinh sống tại Bắc Mỹ. Những con gấu Grizzly được trưởng thành nặng từ 180 đến 360 cân. Trên màn ảnh các bạn đang theo dõi chính là một con gấu Grizzly đực rất to, nặng khoảng 350 kg. Nó đang trong trận chiến giành mồi với một bầy sói xám có 14 con. Mặc dù sói xám rất đông thành viên nhưng chúng lại không dám tổng tấn công vào con gấu xám. Gấu xám rất mạnh, nó có thể giết một con sói trong vòng 1 phút nếu muốn. Những con sói này đều đã trưởng thành và nặng khoảng 60 đến 70 kg. Xét về từng cá thể thì chúng thua kém gấu xám rất nhiều về kích thước và sức mạnh. Tuy nhiên chúng có thể sử dụng sức mạnh của tình bạn để hạ gục những con mồi rất lớn và cũng có thể dùng để hăm dọa, thậm chí là giết chết các loài thú săn mồi như gấu đen, báo sư tử hoặc gấu xám nhỏ. Theo mình thấy là lũ sói hoàn toàn có thể phối hợp tấn công liên tục để đẩy lùi con gấu. Tuy nhiên không có con sói nào có gan thách thức một đối thủ nguy hiểm như vậy. Có lẽ chúng nghĩ rằng đợi con gấu ăn no rồi sau đó mình vào ăn thì đỡ rủi ro hơn. Phần thắng lần này thuộc về gấu xám. 2. Thêm một trận chiến giành đồ ăn nữa giữa gấu xám và sói xám. Lần này số lượng sói là ít hơn. Tuy nhiên thì con grizzly này cũng có kích thước nhỏ hơn. Nó chỉ nặng khoảng 200 kg. Ta thấy sói xám đã tấn công dữ dội hơn nhiều so với trận đấu trước. Chó sói xám thường giành chiến thắng trước gấu đen khi tranh cướp đồ ăn. Nhưng gấu xám thì lại hoàn toàn khác. Chúng hung dữ, mạnh mẽ, nhanh nhẹn và nguy hiểm hơn gấu đen khá nhiều. Chúng ta thấy con gấu này cực kỳ nhanh và thậm chí gần theo kịp lũ sói. Gấu xám càng to thì tỷ lệ giành chiến thắng trước sói xám càng cao. Tuy nhiên cũng còn phụ thuộc vào số lượng sói xám nữa. Đôi khi xác con mồi là không đáng để mỗi bên phải liều mạng sống của chính mình. Con gấu này vẫn tích cực chiến đấu và tranh mồi với 4 con sói. Cuối cùng, trước sự gan lì, mạnh mẽ và hung dữ của gấu, đàn sói đành phải chịu thua. 3. Lại một trận chiến nữa giữa gấu xám và sói xám, nhưng lần này là do một tai nạn trong sở thú tại Hà Lan. Một con sói xám bị 4 con gấu grizzly cắn xé một cách tàn bạo. Theo thông tin mà mình biết được thì lũ gấu và sói đã chung sống được hơn 1 năm và không có vấn đề gì xảy ra. Tuy nhiên bây giờ thì đã có sự cố xuất hiện. Những con sói khác đang cố gắng cứu con sói bị cắn xé bằng cách tấn công ở phía ngoài. Tuy nhiên chúng lại lực bất tòng tâm. Có tới 4 con gấu trưởng thành đang ở đây. Ngoài ra một con gấu đã làm nhiệm vụ bảo kê vũ trường, không cho con sói nào can thiệp vào vụ cưỡng bức tập thể này. Nani? Gấu xám có một sức mạnh đáng kinh ngạc, vì thế những đòn tấn công của chúng cực kỳ nguy hiểm. Mình nghĩ rằng con sói đang bị tấn công liên tục không thể qua khỏi được. Tuy nhiên thì những con sói ở ngoài vẫn rất đáng khen. Chúng dám mạo hiểm tính mạng để cứu bạn. Chó sói là loài thú nổi tiếng về lòng trung thành. Không những giết mà lũ gấu còn muốn ăn thịt cả con sói kia. Rõ ràng những người có trách nhiệm ở vũ trường, à không là sở thú, nên tách hai loài thú săn mồi này ra ngay để tránh các tai nạn tương tự trong tương lai. 4. Gấu xám vs. báo sư tử. Có một loài mèo lớn có thể trùng khu vực sinh sống với gấu xám, đó là báo sư tử. Báo sư tử có kích thước bé hơn, tuy nhiên chúng nhanh nhẹn hơn và nổi tiếng về sự hung dữ. Hai con thú săn mồi nguy hiểm tình cờ chạm trán nhau. Con gấu có kích thước to hơn khá nhiều so với sư tử núi. Sư tử núi không thể đánh thắng được gấu. Tuy nhiên vì đang có người quay phim nên nó muốn giữ thể diện một tí. Nó giả bộ đe dọa lại gấu. Tuy nhiên thì mất thể diện vẫn hơn là mất mạng. Tính đi tính lại cuối cùng sư tử núi quyết định chạy trốn lên cây cho lành. Gấu xám cũng không vừa khi quyết định sử dụng kỹ năng rung cây nhát khỉ. 5. Thêm một trận chiến nữa giữa báo sư tử và gấu xám. Lần này thậm chí sự chênh lệch về kích thước giữa hai loài còn lớn hơn nhiều. Sư tử núi chủ động tấn công trước, con gấu thì vẫn chưa động thủ. Con gấu phải nặng gấp 5 đến 6 lần con sư tử núi. Sư tử núi đang ở hoàn cảnh phải bảo vệ đàn con. Bản năng bảo vệ từ người mẹ khiến nó không bỏ chạy trước con gấu. Cuối cùng nhận thấy việc bắt nạt phụ nữ và trẻ em là không hay lắm, nên gấu xám quyết định bỏ đi. 6.
Gấu xám lần này sẽ tiếp tục đối đầu với chó sói xám trong một trận chiến giành thức ăn. Sói xám được khi trưởng thành có thể nặng đến 80 kg. Sói xám là thành viên lớn nhất trong họ chó và cũng là loài sói nổi tiếng nhất. Chúng chủ yếu săn những động vật móng vuốt cỡ lớn, mặc dù chúng cũng ăn thịt động vật nhỏ hơn như vật nuôi và thậm chí còn ăn tạp như cà rốt, quả mọng, rác, vân vân. Chúng là một loài động vật xã hội sống theo đàn, đi săn và di cư trong các gia đình mà thành viên bao gồm một cặp bố mẹ đứng đầu cùng với những đứa con trưởng thành và anh em ruột thịt của chúng. Sói xám cũng được xem là một loài động vật ăn thịt hàng đầu trong phạm vi sinh sống của mình. Chỉ có con người và loài hổ là có thể đe dọa đến tính mạng của sói. Gấu xám và gấu đen cũng thường xuyên đối đầu với chó sói. Tuy nhiên thì các cuộc chạm trán ít khi dẫn đến tử vong vì chó sói có khả năng di chuyển linh hoạt và chạy nhanh hơn so với gấu. Gia đình gấu này đang ăn thịt xác con mồi. Đàn sói phát hiện và quyết định sẽ chôm chĩa thức ăn. Chúng không thể đuổi được hai con gấu đi, cho nên giải pháp tốt nhất là đánh lạc hướng và ăn cắp các mẫu thức ăn nhỏ. 7. Gấu xám vs gấu xám. Mẹ con gấu xám đang đi lang thang kiếm ăn. Gấu mẹ đi trước, con gấu con lả lướt theo sau. Tình cờ có một con gấu xám khác đang ở gần đó, hoàn toàn không có liên hệ gì với hai con gấu phía sau. Nó có kích cỡ nhỏ hơn so với con gấu mẹ nhưng to hơn so với gấu con. Gấu mẹ đã phát hiện ra và quyết định tấn công phủ đầu. Gấu mẹ tấn công dữ dội vào phía sau của con gấu trẻ. Gấu mẹ sẽ tấn công bất cứ con vật nào mà nó nghĩ rằng có thể là mối nguy hiểm cho gấu con. Con gấu trẻ sau một hồi định thần lại thì đã có thể tự phòng vệ. Con gấu tội nghiệp đang không hiểu tại sao mà mình không làm gì cả, không hại đến ai mà lại bị đánh như vậy. Công bằng ở đâu cơ chứ? Nó quyết định sẽ tố cáo con gấu mẹ ra tòa. Gấu mẹ cũng chỉ định hăm dọa trước thôi chứ không muốn làm lớn chuyện hơn nữa. Vì nếu bị ngồi tù thì nó không thể chăm con được. Nó quyết định tha cho con gấu trẻ và bỏ đi. 8. Gấu Grizzly vs gấu Grizzly. Tiếp tục là một trận chiến giữa hai con gấu Grizzly trưởng thành. Nếu có sinh vật nào đó có thể đe dọa được một con Grizzly trưởng thành thì chỉ có thể là một con người được trang bị vũ khí hoặc là một con Grizzly khác to hơn. Đặc điểm nhận dạng của gấu Grizzly so với các con gấu xám khác là chúng có màu lông hoa râm, nghĩa là chỗ sáng chỗ tối. Grizzly cũng là loài gấu hung dữ nhất và chạy nhanh nhất. Môi trường sống của gấu Grizzly khan hiếm thức ăn hơn so với gấu xám Kodiak. Chính vì thế chúng có kích thước nhỏ hơn và cũng đánh nhau nhiều hơn để tranh giành thức ăn. Gấu Grizzly có lớp da và mỡ dày giúp bảo vệ cơ thể rất tốt khỏi các đòn tấn công. Những con gấu Grizzly đực thường đánh nhau khi có sự xâm phạm về lãnh thổ hoặc là vì sĩ gái. Ý mình là để tranh giành gấu cái. Thông thường nếu sự chênh lệch về kích thước giữa hai con đực là lớn thì con nhỏ hơn sẽ bỏ đi và tránh đối đầu. Còn nếu chúng to ngang ngửa nhau như trong clip thì một cuộc chiến sẽ diễn ra. Con gấu nhỏ hơn đã bị tát vỡ mũi và chảy máu. Nó có vẻ đã quy phục và đang tìm cách rút lui. Con gấu thắng thế cũng không muốn tiếp tục đánh nhau nữa. Gấu Grizzly sống gần bờ biển thường có kích cỡ to hơn so với những con gấu nội địa. Trọng lượng của con đực khoảng 408 kg. Gấu Grizzly có thể chạy với vận tốc đạt 56 km/h. Ngoài ra lực cắn của chúng có thể đạt 544 kg trên 1 inch vuông, mạnh hơn cả linh gấu đốm. Con gấu thua cuộc đã bỏ chạy. 9. Gấu Kodiak vs gấu xám Á Âu. Tiếp theo là trận chiến giữa hai con gấu xám khác phân loài, gấu Kodiak và gấu xám Á Âu. Gấu Kodiak là phân loài gấu xám to nhất thế giới. Chúng nặng từ 300 đến 600 kg, thậm chí có thể đạt 680 kg trong giai đoạn tích trữ thức ăn trong năm. Nghĩa là chúng to lớn hơn gấp đôi so với những con gấu xám Grizzly. Gấu xám Á Âu thì chỉ có kích cỡ tương đương với gấu Grizzly. Con đực nặng từ 250 đến 300 kg. Mình cũng không hiểu sao chúng có thể gặp nhau được vì sinh sống khác vị trí địa lý. Con gấu Kodiak đã lại gần con gấu Á Âu và dở thói yêu râu xanh. Những đòn đánh của gấu Á Âu có vẻ không đủ sức khiến gấu Kodiak gặp khó khăn. Nhìn giống như con gấu con với gấu mẹ vậy. Tuy vậy thì con gấu Kodiak cũng không hề muốn dùng hết sức để tấn công con gấu nhỏ hơn kia, mặc dù nó hoàn toàn có thể hạ gục đối thủ dễ dàng.
Con gấu Á Âu biết rõ mình không nên chiến đấu lâu dài. Nó lựa thời cơ để rút lui. 10. Gấu Grizzly vs Thổ Bengal. Và trận chiến cuối cùng trong ngày hôm nay sẽ là giữa hai loài thú săn mồi thuộc diện mạnh nhất. Hai đối thủ bắt đầu lao vào nhau và tấn công liên tục. Con gấu có lợi thế vì có kích thước lớn hơn. Hai chân sau khỏe giúp gấu có thể đứng tốt hơn so với hổ. Hổ không chịu nổi nhiệt và đành bỏ chạy. Vâng, trận đấu đã kết thúc rất nhanh với phần thắng thuộc về thanh niên gấu xám. Vừa rồi là phần bình luận các trận chiến của gấu xám từ hàng Sirius. Các bạn đừng quên bấm đăng ký và để lại bình luận của mình. Xin chào tạm biệt.